qua thì một trào lưu biến hình trên TikTok đang rất thu hút giới trẻ Việt Nam, thậm chí gây ấn tượng với bạn bè quốc tế về sự đầu tư và chỉn chu. Vâng, đấy là trào lưu biến hình, đấy là TikTok. Còn sự biến hình sau đây không phải là trend. Đó là biến những khu đất trống đổi trọc thành những rừng cây tươi tốt, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để bảo vệ màu xanh của rừng cả ngày lẫn đêm. Đó là những công việc đều như vắt chanh của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Ấy vậy mà họ, vâng, chính họ, đang đứng trước nguy cơ biến hình thành những người rừng với chính cái nơi mà họ đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Đây là một thực trạng nhức nhối đang diễn ra ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương. Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương có nhiệm vụ quản lý bảo vệ 22.226,15 ha rừng và đất lâm nghiệp. Toàn ban quản lý hiện nay gồm 49 người, trong đó chỉ có 14 viên chức biên chế hưởng lương ngân sách, một hợp đồng lao động theo Nghị định 68, còn lại là 33 lao động hợp đồng dài hạn bảo vệ rừng chuyên trách. Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương, 33 lao động hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách là lực lượng nòng cốt quan trọng nhất trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Thế nhưng, từ năm 2019 đến nay, ban đã có đến 4 người xin nghỉ hưu trước tuổi, 5 người bỏ việc để chuyển làm nghề khác. Còn hiện tại, đang có 2 người xin nghỉ hưu trước tuổi và có đến 10 người xin tạm nghỉ việc đóng bảo hiểm xã hội để tìm việc làm có thu nhập lo cho cuộc sống gia đình. Nguyên nhân dẫn đến người bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc, bỏ việc, chuyển nghề khác là do chế độ tiền lương quá thấp, không đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, công việc hết sức vất vả, nguy hiểm, nhưng lại thiếu sự chia sẻ, động viên khi xảy ra sơ suất trong công tác bảo vệ rừng. Một điều đáng nói, trong nhiều năm qua, nguồn kinh phí bảo vệ rừng do ngân sách cấp rất chậm, từ khoảng tháng 6 đến tháng 11 thì mới được phân bổ. Vì vậy, người bảo vệ rừng chuyên trách thường xuyên chịu cảnh không có nguồn thu nhập, nhưng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Đời sống người bảo vệ rừng chuyên trách vốn dĩ khó khăn, vì thế mà thêm chồng chất khó khăn. Thực trạng này diễn ra không chỉ ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, từ năm 2016 đến nay, toàn ngành lâm nghiệp đã có 158 người nghỉ việc, bỏ việc, trong đó chủ yếu là đội ngũ bảo vệ rừng chuyên trách. Nếu không có thay đổi kịp thời thì nguy cơ rừng không có người bảo vệ đã hiện hữu trước mắt. Thưa quý vị, biến hình có thể làm cho cuộc sống bớt đơn điệu, nhưng biến hình cũng có thể trở nên quá nguy hiểm khi bị trục lợi. Khoảng cách giữa biến hình và trá hình không quá xa, mà lòng tham của con người thì lại là thứ khó để kiểm soát. Thời gian gần đây, các chất kích thích ma túy ngày càng biến hình, tồn tại tinh vi như dưới dạng kẹo sô-cô-la, nước xoài, trà sữa. Hay mới đây, sự việc một người phụ nữ 56 tuổi ăn 2 miếng bỏng ngô sau đó bị hoa mắt, chóng mặt, nôn và nhập viện trong tình trạng lờ mờ. Kết quả xét nghiệm phát hiện cần sa. Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó, nhiều ca ngộ độc cần sa trong bánh ngọt, bánh quy hay kẹo đã được phát hiện. Việc trá hình của những chất kích thích này đã dấy lên những hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, nhất là trước cổng trường. Tuần qua thì tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh, nhiều học sinh nhập viện nghi do hít phải khí độc từ súng đồ chơi cũng đã gây ra nhiều hoang mang lo lắng. Sáng ngày 8 tháng 12, một em học sinh lớp 5 của trường tiểu học Lê Mau được bố chở đến trường, sau đó cho em này mua đồ ăn sáng ngay trước cổng trường. Khi mua đồ ăn sáng, cháu có mua thêm chiếc súng đồ chơi có hình như chiếc bánh. Đến giờ ra chơi, học sinh này đưa ra xem thì phát hiện súng bị xì hơi nên nhanh tay vứt vào sọt rác. Một vài học sinh đứng gần đó liền cảm thấy khó thở, nhiều em khác thấy vậy nên khóc. Trong đó có một em bị hiện tượng co giật nhẹ. Sau khi sơ cứu, ban giám hiệu, nhân viên y tế đã chuyển 6 em đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Các em học sinh đã ổn định sức khỏe trở lại ngay sau đó. Hiện nay, Công an phường Lê Mau đã đến lập biên bản mời phụ huynh và những người liên quan lên lấy lời khai. Cây súng đồ chơi đã bị thu hồi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đổi tên thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Thoạt nghe thì chúng ta sẽ cảm thấy bị lú lẫn trước màn biến hình này. Nhưng đọc kỹ lại, chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt rằng trường đại học khác với đại học. Và sau sự kiện đổi tên này thì nhiều người trong giới học thuật và người dân cũng mới biết có sự phân biệt giữa hai khái niệm đại học và trường đại học. Vậy những khái niệm này có từ khi nào, khác biệt ra làm sao và có thực sự cần thiết hay không? Theo giải thích của một thứ trưởng giáo dục, đại học đào tạo nhiều lĩnh vực và có nhiều trường phụ thuộc, còn trường đại học đào tạo đa ngành thuộc một vài lĩnh vực. Điều này có thể hiểu đại học là cấp cao hơn, trong đại học sẽ bao gồm các trường đại học. Những khái niệm này được quy định trong Luật Giáo dục Đại học 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018. Cũng theo thứ trưởng, mô hình đại học sẽ giúp các trường tăng tính tự chủ, thể hiện trong việc phân cấp quản lý, quản trị các trường đại học và khoa trực thuộc. Việc thay đổi cơ cấu không chỉ xảy ra theo hướng cơ học, giảm bớt số ngành nhỏ lẻ, mà tạo ra các trường mang tính liên ngành nhiều hơn, giúp phát triển, tăng chất lượng đào tạo.
Tuy nhiên, giới học thuật lại cho rằng việc phân biệt này khá khó hiểu, thậm chí gây khó khăn trong giao tiếp trong thời kỳ hội nhập. Cùng với đó, nhiều thời điểm ở Việt Nam không phân biệt giữa đại học và trường đại học. Hai chữ đại học có sức hấp dẫn với nhiều người. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thích được vào đại học chứ không thích cao đẳng hay học nghề. Nhiều trường đại học phấn đấu thành đại học, có đại học thì đặt mục tiêu thành đại học quốc gia. Điều đáng nói là trong thế giới đầy cạnh tranh ngày nay, các thiết chế giáo dục được định hình bởi hai yếu tố quan trọng, uy chế và danh tiếng. Cả hai yếu tố này liên quan đến phẩm chất nghiên cứu khoa học, danh tiếng của đội ngũ giáo sư và uy danh của các cựu sinh viên. Uy thế và danh tiếng không liên quan gì đến danh xưng đại học. Thưa quý vị, văn hào William Shakespeare trong tác phẩm Romeo và Juliet có viết một câu rất nổi tiếng rằng What is in a name? Nghĩa là điều gì có trong một cái tên, để nói lên rằng tên của một sự vật không liên quan gì đến bản chất của sự vật. Người Việt cũng có một câu thành ngữ tương tự, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Phẩm chất đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng hơn là cách gọi đại học hay trường đại học. Việc từ trường đại học phát triển lên thành đại học là đúng quy định. Mỗi chúng ta đều nhất thiết phải tuân thủ pháp luật, nhưng pháp luật cũng cần hướng đến khả năng lĩnh hội của cuộc sống. Cứ nghĩ đến cái sự ồn ào trên không gian mạng về chuyện đổi tên trường, lại cứ nhớ đến bài thơ Bánh trôi nước của nữ thi sĩ tài hoa sống cách chúng ta 200 năm Hồ Xuân Hương. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc sầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Vâng, quan trọng là tấm lòng son. Đại học hay trường đại học, biến hình hay không biến hình thì điều quan trọng nhất, những giá trị căn bản và cốt lõi nhất cũng đừng bao giờ để mất đi.